Cửa kiếc này có phải đóng không anh? Có, tí bọn em sẽ đóng cho anh. Anh cứ đàm thoại theo cái mic để với phi công nhá. Rồi, cần nói gì cứ nói đây thôi. Đây là nói chuyện với cả phi công đấy ạ. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu máy bay đang khởi động. Giờ Thắng đang chờ một khán giả nhé. Thắng đang ở bảo tàng. Chị ấy tên là Nguyệt. Chị gửi ít đồ cho trưởng thôn và bí thư. Bảo tàng bên này. Tí nữa thì Thắng sẽ vào bảo tàng nhận đồ của chị Nguyệt đã. Giờ như thế này nhé. Còn một chị nữa đang chờ để lấy đồ. Đây rồi. Đấy. Giờ ta nhận đồ trước đi. Quay đi, quay đi. Quay đi. À, tí nữa quay để chị chào xì với cả anh Hồng. Xì. Xì ơi, xì. Thế thì chị nhận nhận trước đi, nhận trước đi. Con sao? Con gì vậy? Đây là chị tên là gì nhỉ? Chị tên là Tuyến. Ui đây phải gọi bằng cô rồi. Cô, cô Tuyến ở cái này là Tuyến ở đâu? Chị ở chị ở phố Lam ạ. À? Ở Cột Lam. Cột Lam, Cột Lam. Cột Lam. Không Hà. Cái này là cái gì đây ạ? Chả mực đúng không? Chả mực ạ. Cái này gửi cho trưởng thôn và bí thư à? Hay gửi cho ai đây ạ? À thế ạ. À, gửi cho Thắng không? Ối giời, chú này. Úi giời, ba cân mực này thì ăn người tốt mơ. Ăn này thoải mái rồi. Vâng. Thế chị cứ nói xong đi, nói lần xong đi Thắng đi. Em xuống Hạ Long. Dạ vâng. Thì cái ngày xem video của em. Dạ vâng. Trưởng thôn chị với Mỹ Thu Hồng, ông ngài ông biết. Vâng vâng. Hay gửi quà tiền để mua thức ăn cho ông. Rồi rồi. Ngài. Vâng vâng. Em cảm ơn em xuống Hạ Long. Vâng. Có ít quà gọi. Lòng nhiều. Vâng. Thằng gửi em về làm quà. Nhà của cô cách đây sao không ạ? Khoảng một cây số ạ. À thế anh ạ. Vâng. Bây giờ thì cháu bận quá rồi không có thời gian để đi qua chơi tí. Vâng. Thế là tốt lắm rồi, cảm ơn chị rồi. Vâng. Tuyệt vời rồi đấy. Mấy khi tại vì xem video cái tháng đầu mới bước xuống. Không, chú này chú nhiệt tình mà. Nhiệt tình cái đám giàu mà rất là lăng lở, phải nói là một con người đáng lẻ đấy. Đáng lẻ là video đấy. Vâng. Đáng tiếng đấy. Đáng giàu một, đáng giàu hai. Đáng giàu hai. Đáng giàu hai. Thế bây giờ chị để em nói chút nha. Là xin chào tất cả quay trên là mọi công dân của thôn Đán Dầu này, của xã đấy là xã gì nhỉ Thắng nhỉ? Xã Kim Linh. Xã Kim Linh này, các bác lãnh đạo của xã Kim Linh vừa rồi là cô Nguyệt có xem cái vấn đề làm đường đấy, là rất là cảm ơn các bác của xã Kim Linh mà hẹn một ngày gần đây mấy tháng nữa thôi là cô Nguyệt sẽ về đây thăm. Thế còn hôm nay nói riêng mấy cả cán bộ của thôn Đán Dầu này, xì là một. Hồng là hai, chắc chắn là kém tuổi tôi rồi vì tôi 50 tuổi cơ. Vâng. Tôi Quân này kém tuổi tôi đúng không? Vâng. Thế thì hôm nay là có chú Thắng đẹp trai ở phòng văn hóa của tỉnh Hà Giang về Quảng Ninh. Thì quê hương tôi ở đây thì hôm nay là tôi có hai cân mực là biếu chú Thắng một cân, còn một cân là chú Thắng cầm lên trên Đán Dầu là cứ gọi tất cả anh em vào có cả ước rồi đấy nhá. Vâng. Đấy thì là để uống bia. Vâng. Chị Nguyệt gửi thêm cả 500.000 để mua bia. Vâng. Đấy phải có đầy đủ cả thứ ớt đấy nhá. Ớt nhá, đầy đủ nhá. Vậy rất là ngon nhá. Vâng. Em nhá. Vâng vâng. Cực kỳ đấy nhá. Dạ vâng. Tất cả mọi người khỏe nhá. Một ngày vâng. Gần đây sẽ gặp lại nhá. Hôm nay còn quên một cái là của gửi cho ông cái lại chị quên mất. Vâng. Nó ruốc như ruốc bè bè cơ. Vâng. Cái lại chị quên mất rồi. Lên là lên đấy cho cô lên Đán Dầu một lần nhá. Vâng vâng. Chí thôi. Là chị em mình đi cùng nữa nhé. Toàn thể nhân dân hai thôn Đán Dầu 1, Đán Dầu 2 luôn luôn mạnh khỏe. Vâng vâng. Phát triển kinh tế thì
em cho chị tí, chị đang phát triển tươi đẹp hơn nhá. Vâng vâng vâng. Em vào cà phê đi. Chào chào nhau. Cô tên gì nhỉ? Bảo. Bảo à? Bảo, trong tên là Nguyễn Gia Bảo, học lớp 2. À, Gia Bảo à? Lớp 2 à? À, thế là bằng tuổi con chú Thắng rồi. Bé sinh năm 2012. Đúng rồi. Nhìn em bé đấy rồi mà. Gia Hưng, kia là Gia Hưng. Nhưng mà Gia Bảo chân dài hơn. Vâng. Em tắt máy đi xong để chị Gia. Em cái đây em xách luôn đây được và không phải bàn giao. Đây là chị gửi 2 cân mực. Dạ vâng. Vâng. Anh cầm đây để em bảo chú Thắng con cầm đây. Làm mình đi rẽ vào. Vâng. Thắng ơi. Vâng. Mực rất là to, mực này mực loại 1 luôn, rất là to, 1 cân mà chỉ có 5 con thôi. Vâng. Em để cẩn thận người ta trao bắt hàng. Rồi. Vâng vâng. Cực kỳ hàng đỉnh điểm luôn đấy. Vâng. Quả biếu là luôn luôn là tôi phải đặt cái hàng nó ngon như thế. Vâng. 1 cân chỉ có 5 con này. Vâng. Ngon lắm. Vâng. Gần 2 cân 1 cân. Vâng. Ngon lắm em. Dạ vâng. Lắm đi. Nếu mà ê, ông Thắng hôm nay đi Quảng Ninh lại còn không cần phải mua quà nữa, có người tặng hết này. Đây là 1 cân mang lên bản Đán Dầu, là tổ chức mua bia liên hoan. Đấy, còn 1 cân chả mực của cô mang lên đấy. Vâng, còn 1 cân chả mực của cô cũng mang lên trên đấy. Còn đâu, 2 cân này là của ông Thắng chén đất. Đây là chị Nguyệt là gửi 500 nhá. Đây là một chai tương ớt. Mua bia và tương ớt. Rồi, đấy. Để chấm với mực. Thế là bây giờ thì qua đây cũng xin chân thành cảm ơn chị Nguyệt. Đấy, anh là tên là gì nhỉ? Anh Hưng. Còn là cô Tuyến. Đấy là lời cảm ơn đã quan tâm đến Tất Thắng và bà con nhân dân Đán Dầu. Đấy, hôm nay thì gặp. Mấy hôm nay chú bạn chú không đăng video còn nào. Ôi tối qua cứ ngồi hóng mãi. Đang đi xuống. Nghiện nghiện. Cái bà lại không rót nước chè. Cứ hóng cái gì đấy. Thế nhá, Thắng ơi, chị vâng. Thấy chú Thắng với lại các trưởng thôn bí thư của các thôn Đán Dầu ấy thì vất vả với nhân dân thì tôi vâng. Vâng vâng. Đấy là không qua các chú là vâng. Cái tâm. Vâng. Cái tâm mới muốn gì đó thật thà. Đồng bào. Vâng. Chú Hồng thật thà. Vâng. Nhưng mà mọi người trên đây ai chẳng thật thà. Vâng. Tốt đụng nhỉ. Thôi thế nhá, bây giờ em xin phép nhá. Okay. Vâng, em đi cất đồ ra xe xong rồi. Dạ vâng. Cất đi nhá. Vâng vâng. Thế bây giờ đấy, em xem để. Là em phải buộc. Em ơi, cái rồi, này rồi. Xe này. Vào ăn đấy nhá. Vâng vâng. Chị ơi, bây giờ đây em có cái bóng này đây này chị. Vâng vâng. Buộc chặt cái bóng đi. Vâng vâng. Cái này là phải gửi hết vào ngăn mát. Đúng rồi. Vâng vâng. Mực này không cần. Vâng vâng. Mực này thì em có thể là em phải còn cái kia là em phải để ngăn mát kìa. Chả mực em phải để ngăn mát kìa. Dạ vâng. Em phải để vào ngăn mát nhé. Câu gì? Mù chê. Mù chê. À, mù chê. Con vẫn nhớ câu của chú nói là câu mù chê à? Đấy, nhớ câu rồi. Rồi. Thế nhá. Mù chê. Vâng, bây giờ mù chê nhá. Rồi, dạ vâng, vâng, vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng vâng ạ. Chào nhá. Hôm nay là muốn để cho Thắng sang bên kia để chị giới thiệu cái căn hộ đẹp bên kia như cơ. Đẹp đẹp, rất đẹp ạ. Tuyệt vọng luôn đấy. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng. Chào cô nhá. Rồi, nhận quà xong rồi, bây giờ đang ở trước mặt là Bảo tàng Quảng Ninh. Đông như hội. Tiếc là hôm nay không thể lên đấy được. Lên trên Vịnh được, đi Vịnh được. Tại vì do hôm qua không đặt được vé sáng ngày bọn tôi mới ra nên là không để vào được. Nên là không có thuyền, quá tải. Màu đen như này là màu của than Quảng Ninh. Đồng nghít.
Rồi, chào Bảo tàng Quảng Ninh. Tôi lại tiếp tục hành trình phải đi ăn cơm. Nóng lắm, chạy xô, nóng gian luôn. Đang tìm xe. Nói chung là trong này thì bảo tàng thì các bạn biết rồi, nó chỉ là những cái mà mô hình thôi, nó không có những cái mà nó giống cái thiên nhiên. Đó, xem được về những cái thứ mà đặc trưng nhất của Quảng Ninh thì họ đã đưa vào bảo tàng rồi. Bên này là thư viện. Rất tiếc rằng là hôm nay mấy bác khán giả ra nhưng mà Thắng không thể ngồi nói chuyện được lâu dài. Đấy, tại vì Thắng đi cùng đoàn. Đấy, các bạn nhìn này, đoàn của Thắng ấy toàn là mọi người là cùng nhau đi, nên là Thắng phải đi theo đoàn nên không có thời gian để ngồi, có thể ngồi uống nước hay là làm gì với cả các bác ấy được, nên rất là tiếc. Tối nay nữa, ở đây một tối, mai sẽ lên đường về Hà Giang chạy xô đẹp phết Quảng Ninh. Để so sánh thì những cái núi đá ở đây cũng không kém gì núi đá trên cao nguyên đá Đồng Văn. Núi đá đồng dã man đúng là ngành công nghiệp không khói, du lịch. Đó, xe của Thắng bên kia lên rồi. Đây, máy bay đây. Tiền đây. Tiền đây không phải là tiền của người nghèo, các bác giúp người nghèo mà Thắng mang đi bay đâu nhá. Bây giờ thì nói thật với các bạn là Thắng chưa xuống Hạ Long bao giờ, và xuống lần đầu mà hôm nay thuê cái thuyền ở bên kia kìa. Đó, nhưng mà mấy anh em cơ quan là không thuê được thuyền, thế nên là mới đành phải đi về. Đi về thì Thắng bây giờ một mình trốn ra đây, nói thật là trốn, đi bay để cho mọi người biết. Đấy, và Thắng cũng biết được luôn. Dạ, ui cần gì rồi, bay. Đấy, bay một chuyến bay này có giá là 5,2 triệu nhá. Đấy, bằng nửa con trâu ấy. Nên là thôi ngắm vịnh Hạ Long cái đấy. Nên là sáng nay là thuê thuyền không được chú ạ, nó cháy. Cháy vào trong này ngồi cho mát. Chờ đâu ông anh? Đây chờ chỉ 5 7 phút là bay thôi. 5 7 phút nữa bay. Vào trong này chú ngồi cho, chờ cháu trong này. Vâng, em chào anh. Tivi to thế. Anh bật giúp em cái thanh toán luôn đây anh. Mấy phi công anh? 2 phi công anh. À đấy ạ. Anh cho em xin thông tin cả cho em chứng minh thư của anh đấy. Thông tin và chứng minh thư à? Đấy, trước khi bay thì phải ngồi xem hướng dẫn. Đi chưa anh? Đây anh Khai có thích chụp ảnh quay phim rồi ta. Chụp ảnh quay phim. Sao anh cứ lên đi, tí nữa xuống lại chụp tiếp. Nhưng mà phải lấy điện thoại lên đấy quay chứ. Có chứ, đây thì em đang quay anh, lúc mà anh lên ngồi cài dây an toàn thì đầy đủ luôn. Anh ơi, thích bật 3G live stream không? Không cần đâu. Thích live stream, live treo thì thoải mái. Đây, từ từ để mời cho anh. Đây. Đấy. Rồi, bên kia nữa. Rồi anh đeo cắp nghe vào nhá, đàm thoại với cả phi công luôn, nói chuyện tám luôn được.
Đấy. Đây là đeo. Vâng. Anh đeo úp lên rồi. Vâng, 12 phút anh nhá. Thì anh cứ cầm. Rồi, ok nhá. Cửa kiếc này có phải đóng không anh? Có, tí bọn em sẽ đóng cho anh. À. Anh cứ đàm thoại theo cái mic để với phi công nhá. Rồi, cần nói gì cứ nói. Đây là nói chuyện với cả phi công đấy ạ. Đúng rồi. À, rồi ok. Ok anh. Rồi nghe rõ. Wow. Có vẻ hơi hồi hộp. Bảo bánh nhá. Chỉ có 12 phút thôi anh. Mà ok. Rồi. Nghe thấy rồi. Và bắt đầu máy bay đang khởi động. Đừng hạ lên hạ xuống nhiều nhá. Vâng. Đây là hòn chống mái. Thank you.
kia là cầu Bãi Cháy à anh? Lưng cho các bạn nhé. À,
rất êm, họ bay rất tốt. Có nghĩa là không nâng lên hạ xuống. Nếu mà nâng lên hạ xuống thì các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ rất khó chịu. Đây là bến tàu. Sáng nay cháy hết tàu luôn, không có tàu đi. Chỗ mình này là có mấy cái trực thăng này anh? Phải, cảm ơn anh nhé. Con đang xếp là có hai khách này mới cảm em lên là đẹp luôn. Đi về chú ơi. Bay mát lẹm. Hơi chóng mặt tí. Cảm giác hơi phê. Bay tốt, bay không nâng lên hạ xuống mình đỡ bị giật. Nhưng mà cảm giác đấy hơi sợ đấy. 0908 ạ. Rồi. Bây giờ bay xong rồi. Bây giờ đi về nghỉ. Nói chung là nếu mà chưa bay thì nó có vẻ là ấy, nhưng mà bay rồi đi ra cái chỗ tinh tinh này cái nào chú. Đây là xương khủng long à? Đúng rồi. Xương khủng long. Dê núi. Tinh tinh à? Tinh tinh là dê núi này. Đâu? Ui dồi. Trong này là buổi tối nó mới đẹp chứ chú. Đó. Hay ban ngày? Buổi tối là gì? Buổi tối có ai đâu. Thế à? Vắng tanh. Vé vào đây có đắt không? Không có vé. Không có vé á? Đi vào chơi không nữa. Đấy. Đây đã làm xong đâu. Thế à? Cái chỗ này họ đang làm không có vé. Sáng nay nội thắng cũng đi qua cái chỗ này rồi. Bên này là họ có cái tái hiện một cái bộ xương của con khủng long thời tiền cổ và các cái hệ thống hoa quả đấy, tinh tinh đời ươi và dê núi đẹp lắm. Khổng lồ luôn. Theo quan sát thì như là xi măng nào, xi măng giả đất đẹp lắm. Cái này đắp xi măng hết rồi anh? Đắp bằng xi măng hết rồi. Chỗ này họ mới đang thi công rất là đẹp.
con này to. Có. Hiều hoãng các kiểu. Công nhận là đi máy bay xong bây giờ nó cảm tưởng nó người nó nôn nao phết. Đấy. Nhưng mà phê, thích lắm. Cực thích luôn. À, xương khủng long đây. Đấy. Đây là tuần châu. Đàn tinh tinh. Máy bay của các bay rất là nhanh. Nếu mà thuyền mà đi lòng vòng quanh mấy cái đảo đấy thì mất vài tiếng luôn. Máy bay mất 12 phút. Đúng rồi. Quá nhanh và nguy hiểm. Đấy, bây giờ là anh em đang đi về sang bên này gọi đã gọi là bên gì nhỉ anh nhỉ? Bên Bãi Cháy. Bãi Cháy à? Còn đảo ngay đảo Tuần Châu à? Đảo Tuần Châu. Đảo Tuần Châu. Biển Tuần Châu thì cháu nhìn là cháu không muốn tắm. Thật à? Lần trước cháu đi Đà Nẵng rồi, biển trong lắm, đẹp lắm. Biển đây nó không được bằng như kiểu cửa sông ấy nhỉ? Anh nhỉ? Cửa sông. Đây nào nó là gọi là vịnh. Vịnh đó nhỉ? Yeah. Hiện nay thì không trong là bằng Đà Nẵng rồi. Đà Nẵng nó trong quen lắm. Rồi, các bạn đã biết rồi. Bay phát mất nửa Ấn Châu rồi. Thế bây giờ là xin chào nhé và hẹn gặp lại nhé các bạn nhé. Đấy. Vào những video tiếp theo của mình. Đấy là xem hết video rồi, biết rồi. Đấy. Có những cái trải nghiệm rồi.